Một vệ tinh của Việt Nam, Nano Dragon, sẽ được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản phóng lên quỹ đạo trước tháng 3 năm 2022. Đây là thông tin được tiến sĩ Lê Xuân Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam VNSC thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chia sẻ với báo chí. Nano Dragon là vệ tinh được thiết kế, chế tạo hoàn toàn ở Việt Nam và là một sản phẩm nằm trong lộ trình phát triển vệ tinh nhỏ Made in Việt Nam. Hôm qua ngày 11 tháng 8, Nano Dragon đã được chuyển đi từ sân bay Nội Bài đến sân bay Narita, Tokyo. Sau đó, vệ tinh sẽ được chuyển về bãi phóng trung tâm vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima, để bàn giao cho Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản, JAXA, Nhật Bản. Nano Dragon được phát triển với mục đích theo dõi, giám sát phương tiện trên biển. Nano Dragon dự kiến sẽ hoạt động ở quỹ đạo đồng bộ mặt trời ở độ cao khoảng 560 km. Cùng với quá trình phát triển vệ tinh, một trạm mặt đất để vận hành vệ tinh sau khi phóng đã được lắp đặt và sẵn sàng hoạt động tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, khu công nghệ cao Hòa Lạc.